À, anh là Việt, Chủ tịch của công ty VDM Holding, một công ty phân phối về mỹ phẩm tóc và nền tảng giáo dục đào tạo cho các chủ salon ở Việt Nam. Ừ, ở doanh nghiệp của anh thì mô hình của anh đi cũng có rất nhiều cổ đông và cái câu chuyện là khi mà mình còn nhỏ thì có ít cổ đông ấy, thì cái việc là mình huy động tiền anh em cùng làm thì sau khi chia nhau thì nó rất là dễ. Nhưng khi mà càng làm lớn, số lượng con người đồng hành lớn lên thì cái việc là ở à, làm sao phải chia nhau cho đều, làm sao cho nó đúng thì là đến một cái vấn đề của anh. Anh tham gia cái chương trình đào tạo của anh Trung bên xíu em ấy, một phần là do một người anh của anh cũng rất là giỏi về tài chính. Mà tham gia lớp đấy rồi và tư vấn cho anh rằng là nếu như mà cái hành trình của công ty VDMC của anh đang đi ấy thì bắt buộc sớm hay muộn thì phải lên học những cái điều này. Vì uh, nó liên quan đến việc là sau này chúng ta sẽ nhân bản, mở rộng nó nó rất là lớn và nếu như không sử dụng cái huy động vốn, cơ chế vốn thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển doanh nghiệp sau khi tham gia cái chương trình đào tạo của anh Trung ấy ba ngày ấy thì anh có gần như tìm ra rất nhiều chân lý rất nhiều chân lý những cái câu cái câu mà đến giờ anh rất là nhớ đó là uh, tiền là hệ quả của đám đông này làm kinh doanh là chúng ta cần phải uh, triệu hồi đám đông này rồi sau đó bằng một phương án nào đó để chúng ta chuyển đổi nó thành tài chính này rồi uh, À, nếu như mà chỉ có chân kinh doanh mà không có chân tài chính này thì doanh nghiệp như kiểu bị què què một chân cũng không thể chạy nhanh được nó rất rất nhiều cái hay bản chất thì uh, các doanh nghiệp ấy, thì chúng ta luôn luôn có những kế hoạch uh, kiểm soát cái sự rủi ro nhưng mà chúng ta luôn luôn quên đi cái việc là nếu như chúng ta tăng trưởng tốt thì nó sẽ xảy ra như thế nào và bản thân anh cũng là người trải qua uh, công ty của anh xây dựng trong hơn hai năm nhưng mà cái mức độ tăng trưởng của nó gần như là anh cảm nhận là nó bị vượt quá cái tầm kiểm soát của mình và khi mà anh đi học về huy động vốn về cơ chế vốn thì anh mới thấy rằng là mình cần phải có kế hoạch đó ngay từ sớm và khi mà anh học xong ấy thì anh đã lập được những kế hoạch rất khá là chi tiết để cho cái việc là nếu như nó có tăng trưởng đột biến thì cái việc là à, mình sẽ kiếm mình sẽ lấy dòng tiền ở đâu huy động vốn của ai để bơm vào nó để phát triển chân kinh doanh của mình đang trên cái đà phát triển như vậy vì nếu như cái đà cái, cái, cái chân kinh doanh của mình phát triển đang rất tốt mà nếu như mà cái nguồn vốn của mình ấy mà bị cạn thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng ba từ để nói với anh Trung thì là thật thẳng sâu rất thật rất thật thà thẳng thắn và sâu sắc à, đi thẳng vấn đề luôn không không vẽ đường vòng và anh theo anh cảm thấy là đó một kiến thức mới với những một cái người như anh là dân gọi là kỹ thuật đi lên nhưng mà anh học sau ba ngày anh còn bảo ơ mình, mình làm được 70% mươi xong là khi 70% rồi thì anh về anh học lại, sau đó anh lại tiếp tục ôn lại những khóa khác thì kiến thức anh thu được gọi là đến bây giờ thì nhớ khá khá nhiều nhưng mà được cái là thầy lúc nào thầy cũng sẵn lòng đồng hành cùng với cái việc là ở uh, khi mình hỏi đấy thì trả lời ngay tương tác rất tốt, chắc là chắc là thầy hướng nội ít bạn bè nên là nên là quan tâm tốt học viên. <laughs>